Xui luôn cho ăn rồi, có hùng rồi. Đau quá gần ngoài anh Xui. Đi xe tái giờ này, trời thật ơi, trời đi thằng thằng gì mà cứ lạc ngoài, cậu. Cao quá, có thấp quá rồi. Canh lũ cưa rồi, không phải canh. Dạ, thì khỏe gì Tinh? Dạ, khỏe. Ba cái hậu đồng khó chăn giờ thay vì cắt được nhưng mà còn lá ở thôi để. Cầm cái cưa giữ sao được. Thằng đồng cưa mày ơi. Cầm tiên cưa hả? Dạ. Cầm giết không. Có ngày đó xử người ta không. Xử người ta ghét. Nói 50% nghe được. Thêm chữ nói hả? Dạ thêm 50% nữa thôi rồi luôn. Dạ cả. Cắt đại đi, cắt đại đi, cái ngọn nó không quan trọng đâu, nó cắt vậy chứ nó không có lên đúng đâu. Khó lắm. Để nghĩ trời ơi, cái làm này thì phải có mũi.
Hồi nữa nó lên tới đâu cắt tới đó chứ giờ cái này cắt rồi giá lại lấy cái cây mà làm lũa đó. Gió nó đi vượt xuống này nè. Ủa chị chú bao quay ngược đi, chú bao nhà ghế qua đi. Thôi được, được, được rồi, tôi ngồi đâu cũng mượt hết trơn. Xương gió quen hả? Xương gió giang hồ. Có bằng giải quyết không vậy? Tại sao ta phải làm vậy? Nhà thủng cái này cho nó ẩn theo cái chuyện này nè, cho nó ẩn vô không thấy đơn. Nhà làm này nè, tại vì dùm làm ẩn, dùm làm ẩn cái này nè, nó không thấy đơn.
Ủa này tư tư là muốn được. Cái này Mỹ Việt Nam mình được thấy gì mà Mỹ mà nó ăn được như vậy là Mỹ.